Tại thủ đô Hà Nội ngày hôm nay thời tiết cũng trở lạnh và có gió lớn. Nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng từ 12 đến 15 độ C và người dân buộc phải tìm nhiều cách để thích ứng với kiểu khí hậu khắc nghiệt và rét buốt này. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Quàng khăn kín cổ, trùm kín đầu, mặc áo nhiều lớp, đeo khẩu trang, găng tay kín mít, ngồi sát vào nhau. Đây là những cách mà người dân đang trang bị để ứng phó với nhiệt độ ngoài trời khi chỉ khoảng từ 12 đến 15 độ C trong ngày hôm nay. Nhiều người dân cho biết, từ đêm hôm qua, họ đã cảm nhận rõ rệt cái lạnh rét buốt tê tái đầu mùa đông. Bắt buộc phải mặc ấm thôi, nửa đêm là thay đổi thời tiết, ghê quá. Cô hôm nay cô đi bấm huyện thì cô mới phải đi ra ngoài chứ còn... Nếu mà cô không đi bấm huyệt thì cô không ra ngoài đâu, cũng sợ lắm. Ngày hôm nay thì được là ngày lạnh đầu tiên trong cái năm này đấy. Mọi khi nó chỉ lạnh 16, 17 thôi. Hôm nay là 10, 10, 13 là lạnh lắm. Lúc buổi sáng nữa có khi chỉ 12, 11 thôi. Trời chuyển rét khiến cho những người làm việc ở ngoài trời như ông Lý Đại Thắng bị ảnh hưởng không nhỏ. Từ sáng đến giữa trưa nhưng ông Thắng mới chỉ nhận được một cuốc xe ôm. Trước nó cứ giảm 1 độ, 2 độ, xong nó từ thì mình có còn, cơ thể mình nó còn kiểu thích nghi ngay. Còn bây giờ là hôm nay là cảm giác lạnh hơn. Đi muộn hơn một tí, về sớm hơn một tí, mình lại phải trang bị thêm, mặc thêm áo. Sức khỏe mình đến đâu thì mình phải cực mặc thêm áo đến đó thôi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khác với đợt rét trước, không khí lạnh lần này kèm theo mưa. Chênh lệch giữa nhiệt độ thấp nhất và cao nhất ngày 15 tháng 12 chỉ khoảng 3 độ C. Người đi đường có thể cảm nhận rõ rệt về sự rét buốt suốt cả ngày. Cái thời điểm này xảy ra rét đậm là bắt đầu từ ngày 14, 15 tháng 12. Như vậy là rét đậm rét hại đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm là khoảng độ 1 cho đến 2 tuần. Và chúng tôi đánh giá là năm nay cái nhiệt độ trong mùa đông năm nay ở các tỉnh miền Bắc nước ta sẽ có xu hướng thấp hơn so với trung bình nhiều năm là khoảng 1 độ. Như vậy là cái khả năng cao mùa đông năm nay sẽ rét hơn so với các mùa đông trung bình nhiều năm. Đối với những cái đợt rét đậm rét hại kéo dài thì vùng núi cao, đặc biệt là các đỉnh núi mà trên khoảng độ 1.500m thì cái nhiệt độ giảm rất sâu ở dưới cái ngưỡng 0 độ C. Với cái điều kiện này thì sẽ thường xảy ra băng giá và thậm chí là có mưa tuyết. Thì trong mùa đông năm nay thì chúng tôi đánh giá là một mùa đông lạnh hơn so với trung bình nhiều năm và sẽ có những cái đợt không khí lạnh rất mạnh có thể ảnh hưởng. Do đó thì cái khả năng từ cuối tháng 12 cho đến giữa tháng 2 năm sau thì có những cái đợt mà có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Ngoài việc đối mặt với các đợt rét đậm, rét hại kéo dài, người dân thủ đô cũng cần phải hết sức lưu ý đến chất lượng không khí. Nhiều ngày qua, Hà Nội có chất lượng không khí có hại cho sức khỏe. Chỉ số AQI dao động từ 158 đến 171 đơn vị. Do đó, người dân cần phải trang bị thêm các biện pháp an toàn như đeo khẩu trang, kính mắt khi ra đường. Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm ngày hôm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Nhiệt độ đồng loạt giảm sâu tới 15 độ C so với ngày hôm qua và khiến cho toàn vùng chìm trong giá rét. Điều đáng chú ý, một số khu vực vùng núi cao đã ghi nhận được mức nhiệt khoảng 3 độ. Tuy nhiên, đây chưa phải là mức nhiệt thấp nhất. Những ngày tới đây, một số nơi nhiệt độ còn được dự báo giảm xuống 0 độ C và băng giá có khả năng sẽ xuất hiện. Lúc 6 giờ sáng nay, kết quả quan trắc nhiệt độ cho thấy Mẫu Sơn, Lạng Sơn ghi nhận mức nhiệt 3,2 độ, thấp nhất miền Bắc. Một số nơi khác nhiệt độ cũng giảm sâu như Đồng Văn, Hà Giang 9 độ, Trùng Khánh, Cao Bằng 7,5 độ, Sapa, Lào Cai 11,4 độ, Tam Đảo, Vĩnh Phúc 10,6 độ, Pha Đin, Điện Biên 13,6 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang và Lào Cai. Riêng tại Lào Cai, không khí lạnh vẫn sẽ tăng cường trong 2 ngày tới, khiến nhiệt độ tiếp tục giảm sâu. Trong các đêm từ 15 đến 18 tháng 12, khu vực đỉnh Phan Xipang, nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ, băng giá khả năng xuất hiện với cường độ nhẹ. Cũng theo cơ quan khí tượng, đây là đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay tại miền Bắc. Đợt rét đậm rét hại này sẽ kéo dài đến ngày 20 tháng 12, sau đó khu vực miền Bắc sẽ ấm lên. Chuyên gia khí tượng khuyến cáo, người dân ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ khi ra đường vào sáng sớm nên chủ động mang theo áo ấm. Khu vực sẽ trở rét vào chiều và tối, người dân không nên chủ quan khi thấy thời tiết buổi sáng vẫn ấm áp. Trong khi đó, các địa phương vùng núi cần đẩy mạnh phòng chống rét cho người, gia súc và cây trồng, nhất là ở vùng cao.
Theo dự báo xa, từ nay đến nửa đầu tháng 1, miền Bắc có thể hứng chịu ảnh hưởng của 4 đến 6 đợt không khí lạnh. Thời kỳ này, nhiều đợt không khí lạnh cường độ mạnh, đồng thời có sự xuất hiện của nhiều đợt lạnh tăng cường, nên thời gian rét sẽ kéo dài. Việt Nam và Hàn Quốc vừa đạt được thỏa thuận quy trình nhập cảnh ngắn ngày, còn gọi là quy chế đi lại ưu tiên cho người từ Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam dưới 14 ngày và phương án quy trình nhập cảnh đặc biệt miễn cách ly cho người từ Việt Nam nhập cảnh vào Hàn Quốc, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao. Theo đó, quy trình được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, cho phép các trường hợp ưu tiên của bên này nhập cảnh bên kia với thời hạn lưu trú ngắn ngày để thực hiện một số hoạt động như đầu tư, thương mại, chuyên gia mà không phải cách ly tập trung. Để đảm bảo việc phòng chống dịch trước khi nhập cảnh, người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 và tiến hành theo dõi sức khỏe, đo nhiệt độ. Sau khi nhập cảnh, người này sẽ tiếp tục được xét nghiệm, kiểm tra và theo dõi sức khỏe thường xuyên và chỉ được thực hiện các hoạt động theo chương trình làm việc đã được cơ quan có thẩm quyền của bên tiếp nhận phê duyệt. Hiện có khoảng 200.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại Hàn Quốc. Ở chiều ngược lại, đang có 170.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam. Do đó, nhu cầu đi lại, gặp gỡ, kinh doanh giữa hai nước vẫn rất lớn, ngay cả trong dịch bệnh. Tài nguyên nước ở Việt Nam tuy được đánh giá là phong phú, nhưng nguồn nước lại phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cấp ngoài biên giới. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay, nguồn nước Việt Nam càng phải đối mặt với nhiều thách thức hơn, đặc biệt là tại hai đồng bằng lớn là sông Hồng và sông Cửu Long. Đây là vấn đề được nhấn mạnh trong Hội thảo Quốc gia An ninh nước và biến đổi khí hậu, thách thức và giải pháp hướng đến phát triển bền vững tại Việt Nam, diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tại hội thảo, các chuyên gia đánh giá biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng đến sự sẵn có, chất lượng và lượng nước cho các nhu cầu cơ bản của con người. Ước tính 90% thiên tai bắt nguồn từ nước và ngày càng trở nên thường xuyên và dữ dội hơn. Đặc biệt, kịch bản biến đổi khí hậu, các hiện tượng cực đoan chỉ do số lượng bão mạnh tăng lên rất nhanh, gió mùa hè bắt đầu sớm hơn, kết thúc muộn hơn. Mưa trong thời kỳ gió mùa hè đang tăng, các cực trị về số liệu khí tượng ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Từ đó, những rủi ro, thách thức về an ninh nguồn nước càng hiện lên rõ rệt. Nguồn nước sẽ bị thừa vào mùa lũ và như vậy là sẽ gia tăng cái nguy cơ ngập lụt và nó sẽ làm cho nguồn nước sẽ bị thiếu hụt trong mùa cạn và như vậy là hạn hán có thể là sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Cùng với cả nước biển dâng thì nguy cơ về xâm nhập mặn cũng sẽ ngày càng gia tăng. Như đồng tháp 10, lâu xưa thì chúng ta rất sợ là ngập lũ sâu, nhưng bây giờ những cái vùng mà ngập lũ sâu ấy, trở thành một điều kiện thuận lợi của đồng tháp 10 cho nuôi trồng thủy sản. Phèn ở đồng tháp 10, hồi xưa chúng ta rất sợ, nhưng bây giờ là một cái điều kiện tốt cho du lịch. Chính vì vậy, các chuyên gia đã đề xuất các giải pháp nhằm biến thách thức thành cơ hội để quản lý nước bền vững, đảm bảo an ninh nước. Trước đó, ngày 17 tháng 11 vừa qua, Quốc hội cũng đã thông qua luật bảo vệ môi trường sửa đổi, thể chế hóa cụ thể chương trình về ứng phó biến đổi khí hậu, mối quan hệ giữa ứng phó biến đổi khí hậu và an ninh nước, an ninh môi trường nước. Vì vậy, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định sẽ xây dựng quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch bảo vệ môi trường để tham mưu cho chính phủ ban hành kế hoạch chất lượng nước gắn với an ninh nước. Công ty cổ phần bến xe Hà Nội vừa thông tin về kế hoạch cao điểm phục vụ hành khách dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2021. Theo đó, Tết Dương lịch năm 2021, người lao động được nghỉ 3 ngày, dự kiến lượng khách qua bến sẽ đông hơn so với các ngày cuối tuần trong năm. Với đợt nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày, dự kiến lượng khách sẽ tăng khoảng 130-150% so với ngày thường. Đại diện Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, các phương tiện vận tải trên các bến đang hoạt động với bình quân khoảng 50% hệ số trọng tải phương tiện. Vì vậy, lượng xe cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách. Tuy nhiên, đối với một số tuyến như là Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Sơn La, Lào Cai, có thể xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ vào từng thời điểm. Song lượng xe trên tuyến và xe dự phòng tăng cường vẫn có khả năng vận chuyển hết khách trong ngày. Lượng xe khách dự phòng tăng cường cho cả đợt cao điểm là 2.030 xe, trong đó bến xe Giáp Bát dự phòng tăng cường 905 xe, bến xe Gia Lâm dự phòng tăng cường 290 xe và bến xe Mỹ Đình dự phòng tăng cường 835 xe. Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, trong số các chủ xe bị phạt nguội do dừng đỗ trái phép ở cổng Bệnh viện Bạch Mai thì có 1.150 người là tài xế xe taxi. Đáng chú ý là một trường hợp nữ tài xế xe taxi công nghệ trong tháng 5, 6, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm 2020 đã vi phạm 28 lần và bị phạt vi phạm hành chính tổng số tiền là 16,7 triệu đồng.
Một trường hợp nam tài xế xe taxi vi phạm 16 lần với lỗi tương tự và bị xử phạt vi phạm hành chính là 9,5 triệu đồng. Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông thông tin thêm. Chỉ tính 2 tháng gần đây, qua hệ thống camera giao thông trên địa bàn, đơn vị đã có cơ sở là 3.474 trường hợp vi phạm giao thông. Hiện đội đã gửi thông báo tới chủ phương tiện và đã xử phạt nguội 863 trường hợp, trong đó có 304 trường hợp tại cổng bệnh viện Bạch Mai dừng đỗ và đón trả khách. Thưa quý vị, tàu về ga chậm, chưa có phương án xử lý cháy giữa toa là những bất cập được chỉ ra sau 3 ngày vận hành chạy thử tàu Cát Linh Hà Đông. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Metro Hà Nội cho biết, sau 3 ngày vận hành đầu tiên thì các lượt tàu đã được chạy đủ theo biểu đồ hoạt động. Tổng số chuyến đạt là 287 lượt một ngày, tần suất đạt 6 phút một lượt vào giờ cao điểm, 10 phút một lượt vào giờ bình thường, đáp ứng gần như tuyệt đối các yêu cầu được đưa ra. Tuy nhiên, dù các lượt tàu chạy đạt 100% theo biểu đồ, nhưng tư vấn ACT của Pháp ghi nhận vẫn còn một số lượt chuyến không chở khách, không bị ảnh hưởng bởi điều kiện vận hành nhưng vẫn chậm giờ về ga từ 1 đến 2 phút. Đặc biệt, về quy trình vận hành để đảm bảo an toàn của tổng thầu Trung Quốc cũng được tư vấn Pháp chỉ ra một số lỗi như là chưa có phương án xử lý khi tàu bị cháy ở giữa toa. Từ nhiều năm nay, người dân tại thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh phải sống chung với rác thải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe. Tuy nhiên, dù nhiều năm trôi qua, chính quyền huyện Hương Khê vẫn chưa có giải pháp triệt để xử lý. Điều này đã khiến cho rác ngày càng bủa vây thị trấn và gây ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Ở một số khối phố thuộc thị trấn Hương Khê, tình trạng rác thải chất đống bên lề đường hết sức phổ biến. Trên cung đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Hương Khê, hai đoạn đường liên thị xã, rác thải cũng vứt đầy vệ đường. Nước thải của cơ sở sản xuất bún gây mùi hôi thối, khiến người dân vô cùng bức xúc. Đấy là do ý thức người dân. Một phần nữa là bởi vì là không có cái nơi để cho người ta đổ rác. Đấy, mà có những cái loại rác vô cùng ô nhiễm. Nguyên nhân của việc tồn đọng rác thải là do năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt dự án cho huyện Hương Khê xây dựng khu xử lý rác thải tại xã Hương Thủy. Tuy nhiên, một số hộ dân đã phản đối vì cho rằng xây dựng quá gần khu dân cư nên dự án đã phải tạm dừng. Trước mắt, rác thải được xử lý bằng cách chôn lấp hoặc phân loại xử lý tại khu vực xử lý rác của huyện Kỳ Anh. Tiếp tục tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận nhân dân để xây dựng cái bãi cái nhà máy xử lý rác thải tại huyện Hương Khê để đảm bảo cái môi trường cảnh quan chung cho người dân và đặc biệt là trong cái lộ trình của đơn vị thị trấn là xây dựng đô thị văn minh. Trong khi các cơ quan chức năng chưa có quyết định cuối cùng cho việc xây dựng bãi rác thì hiện tại huyện Hương Khê vẫn chưa có phương án giải quyết căn cơ nên rác thải vẫn tiếp tục bủa vây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.